tất cả chúng ta đã vượt qua con đồi đầu tiên trong chuyến vượt lên chính mình đi tới điểm cực đông, và một cảm giác vô cùng tuyệt vời, vô cùng hào hứng. Mình cảm thấy yêu tất cả các thành viên trong nhóm của mình và đã trải qua rất nhiều những khó khăn và cực khổ, tuy mệt nhọc nhưng cảm thấy vô cùng tuyệt vời và hào hứng. Mình yêu các bạn. Anh hãy chia sẻ cho mọi người biết, nói chung là từ chiều hôm qua tới giờ là ngoài cái cảm giác mệt ra thì đo đổi lại là cảm giác sung sướng. À, sung sướng là gì? Mình đã chinh phục được những cái đồi núi nè, lúc thì nói chung là lên bờ xuống ruộng luôn á. Nói chung là mình cảm thấy rất là mệt mỏi, mà những cái bỏ cuộc luôn, mà nhờ những anh em trong đồng đội là